cái ly cộng si này á là mình cũng pha là 50 liều 50 cc nha, tại mình thấy lúa của mình nó hơi lá lá to lá nó dài quá nên mình xịt cho liều mạnh chút để cho nó ngắn lá lại, mình pha liều 50. Đẻ nhánh các bà con thấy là nó đẻ nhánh ra ba chòi nha bà con, cây mẹ, cây con và ba cây con nha bà con. Thì ba cái con này rồi các bạn, bà con thấy là cây mẹ nó lớn hơn cây con nha bà con, nên nên lưu ý rằng là cái đợt này mình phun điều hòa sinh trưởng như thế nào. Ý là xin chào bà con và các bạn, thì nay lại tiếp tục mình quay video cho các bạn xem tham khảo về cái lúa của mình, là cái lúa mà chỗ mình thường xuyên mình quay cho các bạn xem là 25 công đó các bạn. Chỗ 25 công mà nhiều miếng của mình á, thì trước mặt các bạn đang xem đấy là miếng miếng 6 công, mà miếng 6 công này là miếng mình xả trước. Xả trước thì tới bây giờ là được lúa này là được 23 ngày, mà sau cử bón phân lần 2 á thì mình bón phân á. Mình bón phân lần 2, đợt 2 là mình bón bữa là lúa của mình là được 20 ngày. Thì 20 ngày mình bón phân xong, xong thì bây giờ tới được tới đã 3 ngày, qua 3 ngày thì 3 ngày mình ra để mình thăm ruộng lúa của mình và cũng như là quay cho bà con xem luôn. Và đợt này mình ra thì mình lại xịt cử thuốc thứ hai bà con, sau đợt mình bón phân lần 2 á. Đây là dần lúa 23 ngày bà con. Đây là giống lúa em 576 mình xạ, hồi xạ thì là một công là 18 đến 20 kg giống nha. 1.000 mét vuông. Thì mình xạ bằng tay nên nó không có đều và có chỗ dày và có chỗ thưa, rồi mình mới tiện mình mới cho người ta mướn, người ta dặm giá xong thì bây giờ đã dặm giá xong rồi, mình quay trở lại để mình xịt thuốc. Là cử thuốc này là thử thuốc, mình xịt thuốc điều hòa sinh trưởng. Thì điều hòa sinh trưởng này là cũng như là cái quy trình của anh Thành Đô, bên kênh của anh Thành Đô TV, ảnh là người chia sẻ trên YouTube nên mình làm quy trình theo ảnh. Thì nay mình xịt cử thuốc điều hòa sinh trưởng bà con. Thì để mình quay cho bà con xem thuốc để mình phun cử điều hòa sinh trưởng sau cử bón phân lần 2 nha bà con. Đây. Này. Mình chai đầu tiên là chai Gumicaro. Gumicaro là chai này là chai được nâng cấp lên từ Gumicamax mà anh Thịnh Đô ở Thịnh Đô thường quay cho bà con xem đó. Thì nay mình lại mình nói cho bà con biết. Bà con xem tham khảo. Người ta chia sẻ rất là tận tình và hay nên mình làm theo thôi bà con. Mình làm theo cũng như là xin phép ảnh để mình làm theo quy trình của ảnh thôi. Là quy trình của ảnh hiệu quả thì mình làm theo bà con nha. Đây, chai đây là chai Gumicaro. Chai này là có công dụng là kích đồng, thấp cây ngắn lóng ngắn lá nha bà con, giúp ra hoa xuống củ mạnh. Chai này là được nâng cấp từ Gumicamax. Thì cái chai này là mình pha cho bình 25 lít của mình, là mình pha là 50 cc, 50 ml cho bình 25 lít của mình, 25 lít của mình nè bà con. Đây là chai Gumicaro. Còn chai thứ hai là chai Polido Cali Cộng Si. Polido Cali Cộng Si nó có công dụng là cứng cây, dày vỏ, sáng, chắc hạt. Chai này là có công dụng cứng cây, giúp lúa mình cứng cây hơn nha bà con. Và cũng như là kali, nó có kali và silic. Đây. Đây công dụng nè, bổ sung kali silic canxi bo cho cây, giúp cứng cây, dày vỏ, chống đổ ngã bà con, và chắc hạt, sáng màu, tăng năng sức, mau chín. Hình như là chai này là mau chín luôn bà con, mình rút ngắn thời gian thu hoạch. Cái chai này mình cũng xịt theo anh công dụng của mình, cũng xịt theo quy trình của anh Thành Đô thôi bà con. Mình cũng không mấy gì hiểu mấy chai này, nếu mà bà con nào mà hiểu về chai này thì mình nói sai chỗ nào thì bà con thông cảm cho mình nha, tại mình cũng xịt
theo cử tới cử mình xịt thôi bà con. Còn chai thứ ba là chai full size 50SC bà con. Chai này là chai đậu ôn nha các bà con. Chai này là của công ty BioCrop Science, thuốc chữa bệnh. Thì cái chai này nó có công dụng là đậu trị đậu ôn lá, đậu ôn cổ bông, đậu ôn cổ lá, đậu ôn cổ dế, đậu ôn nhện nhện dế, đậu ôn cuốn hạt, sạch bệnh sánh cây tốt lá nha bà con. Chai này cũng rất là nhiều công dụng đấy. Mình quyết định mình xịt cử sau cử bón phân lần hai này, mình xịt để mình bảo vệ tốt hơn cái phần đậu ôn nha bà con. Cái phần đậu ôn mình rất là sợ lúa của mình bị đậu ôn á, mình nên mình xịt ngừa trước bà con. Thì cái chai này là mình pha quên nói cho các bà con biết, cái chai kali cộng C này á là mình cũng pha là 50 liều 50 cc nha. Tại mình thấy lúa của mình nó hơi lá lá to lá nó dài quá nên mình xịt cho liều mạnh chút để cho nó ngắn lá lại. Mình pha liều 50. Còn cái chai này mình pha liều 20 25 cc cho bệnh 25 lít. Mình ngừa trước nha bà con. Chai full size của công ty BioCrop Science. Toàn đã xịt xong miếng 6 công của Toàn rồi bà con. Mới có xịt xong miếng 6 công này à. Miếng mà mình thường quay video cho bà con xem miếng mình xả xước trước đó bà con. Dàn lúa OM576 Hồng Châu của Toàn được 23 ngày nha bà con. Thì bà con nghe cái tiếng ồn bà con thông cảm cho Toàn nha. Tại ở gần đây người ta có tiệc đám gì đó nên người ta hát nhảy múa nó hơi ồn, bà con thông cảm nha. Con chịu khó xem nha. Để Toàn quay dàn lúa 23 ngày OM576 cho bà con xem tham khảo. Và cũng là Toàn cũng xin kết thúc clip luôn bà con. Thì bây giờ cũng đã chiều rồi bà con ơi. Mình cũng đã xịt xong miếng này rồi chiều luôn bà con. Bây giờ cỡ 5 giờ mấy rồi bà con. Nên Toàn cũng tranh thủ quay cho bà con xem một đoạn để bà con tham khảo. Rồi Toàn xin kết thúc. Và cái dàn lúa này là Toàn cũng xin nói lại là miếng này là Toàn xả bằng tay không à. Không riêng miếng này đâu bà con. Nói chung là miếng 25 công nhiều miếng của bà của Toàn á là toàn bộ là Toàn xả bằng tay. Nên mình dục bằng tay á, nên nó không có mấy gì đều giống như mình phun máy á bà con. Nên cái dàn lúa mà có chỗ dày, có chỗ thưa, cũng như là có chỗ lún và có chỗ gò đó bà con. Mình không có thể tránh khỏi bà con. Nên Toàn xịt cái cử thuốc thuốc điều hòa sinh trưởng này á là để cho dàn lúa của mình đều cây nha bà con. Mình xịt thuốc đều cây á, đều ngọn bằng ngọn á bà con. Thì bà con nào mà cũng từng theo dõi anh Thành Đô cũng đã biết, cũng đã hiểu bà con, nên mình không có nói nhiều bà con. Mình chỉ quay cho bà con xem cái thuốc mình xịt, với lại mình quay lúa cho bà con xem tham khảo thôi. Đây, bây giờ là dàn lúa mình mới vừa dặm xong hai ba bữa nay, hai bữa nay bà con, hai bữa nay mình dặm xong rồi mình ra mình xịt cho bà con xem luôn. Dàn lúa này mình xạ 18 kg đến 20 kg giống rồi bà con. Cái bộ rễ quá trời bộ rễ bà con. Thuốc của nào cũng vậy, nhưng mà bà con xử lý thuốc thì nó rễ nó sẽ phát triển mạnh hơn khi mơ hơn mạnh hơn mình không có xài thuốc nha bà con. Thì cái lúa của mình hai mấy công này là mình làm theo anh Thành Đô từ đầu luôn bà con. Chỉ có là mình không có xịt gơm gạ thôi, còn mình bón phân lót á, là mình bón phân lót luôn. Và tới thời điểm này là mình xịt cử thứ hai, là xịt cử mà bón phân lần thứ hai rồi. Sau 3 ngày mình xịt là được 23 ngày mình xịt đều hòa cây các bạn. Bà con mình xịt đều đều cây, kiểu như là mình bứt cho cây nào cho bà con xem đây. Mà bà con thấy cái rễ bà con, đây cây này nó ra ba ba chòi bà con, hai chòi. Và mình xịt cái cử này là cho cái cây mẹ nó bù cái sức tăng trưởng để nó truyền vô cái cây con để cho nó đều nhau bà con. Mình đều bằng ngọn á. Thì cũng anh Thành Đô cũng có ra clip cho bà con xem đó. Có bà con nào mà theo dõi anh Thành Đô cũng đã biết rồi. Thì cái dàn lúa này á
ba của mình á, không có bà con, ba của mình lại ruộng lại dặm á, ba của mình cũng nói là cái dàn lúa này á rất là dày luôn, nói cho mình biết, nói như sau mình xạ công 20 kg 18 kg sau lúa dày quá, kiểu này sợ tới lúc nó ra bông á, sợ không có bông dài cũng như là bông ngắn á bà con, sợ bông ngắn thì mình cũng không biết sao nói với cho ba con, ba của mình biết đó bà con, tại mình cũng làm theo anh của Thành Đô, không quy trình của anh Thành Đô, rồi mình cũng có đi xem cái dàn lúa mà người ta làm theo anh Thành Đô 2-3 vụ rồi, mình cũng có đi xem rồi bà con, thấy lúa người ta xạ 25 công 22 ha, một công người ta xạ là 25 kg với 22 kg giống, nhưng mà tới lúc mà lúa chỗ cũng như là lúa lúa ôm bắp đó bà con, mình thấy mình dòm từ trên xuống dưới mình thấy còn thưa nữa bà con, lúa 22 kg giống đến 25 kg giống xạ mà mình thấy lúa còn thưa nữa bà con, mình tận mắt chứng kiến, tận mắt nhìn thấy bà con, nên mình quyết định mình làm theo quy trình của anh Thành Đô luôn. Rồi bà con ơi, mình cũng xin kết thúc clip tại đây đó bà con, tại giờ chiều bà con ơi, 5 giờ mấy 6 giờ để mình còn về nữa bà con, tranh thủ về để mai ra xịt tiếp cái cữ này bà con ơi, tại bữa nay mình xịt rồi mình quay cái clip cho bà con xem luôn. Rồi bà con nào mà thấy video của Toàn hay cũng như là thích video của Toàn nên cho Toàn một like cũng như là một đăng ký để nhiều người biết đến về kênh của Toàn, cũng như là để người nông dân của mình là phát triển về ngành nông nghiệp cũng như là phát triển về ngành mình trồng lúa được tốt hơn nha bà con. Mình bà con cũng bà con Toàn cũng xin kết thúc video tại đây nha bà con. Chào bà con nha.